Đường hôm nay là mấy bạn support, mấy bạn ấy cũng đã về sớm hết rồi, có mình ở lại thôi. Thì mình đang mượn đỡ máy tính của anh Hùng để mình dự báo kết quả xuống thưởng của các bạn. Và bây giờ mình đang vô phase đây. Như các bạn thấy đây, bài post cũ cho Hamed hiện ngay cúp đầu luôn. Mình sẽ vô các bạn cơ coi cực kỹ. Đây, thì các bạn thấy ở đây mình có khoảng 1.302 cái share và cũng có khoảng 1.660 cái comment. Mình sẽ từ từ mở ra hết để mình dễ tìm kiếm. Rồi bây giờ mình đang rồi bây giờ mình đã nhả hết cả những bạn comment trên đây rồi. Như các bạn thấy ở đây cả comment đều mình đều thấy được hết. Và bây giờ mình sẽ vô trang random để mình tra ra cái số trúng thưởng ra. Đây, trang random. Mình ở đây mình sẽ nhập số nhỏ nhất trong chuỗi 3 số là số 0 và số lớn nhất trong chuỗi 3 số là 999. Rồi, mình bắt đầu nha. Chúc các bạn may mắn. 761. Ê, để xem có bạn nào trong đây là số 761 không nha. 761. Có ngày bạn 761 luôn và cũng chỉ có một bạn bạn Kumachi. Để mình vô coi thử bạn ấy có share bài. Ồ, bạn ấy share ngay khúc đầu luôn. Rồi, vậy chúc mừng bạn Kumachi đã trúng một Cherry Galaxy của John Hammett nhé. Còn các bạn còn lại thì chúc các bạn may mắn lần sau. Cho Hammett chúng mình cố gắng tặng một em Cherry Galaxy vào mỗi tuần. Thì có gì chắc mong các bạn sẽ cố gắng tham gia nhé. Rồi, xin chào các bạn và xin cảm ơn.